bán ế quá, bán được của mình à. Nó đứng bây giờ mình mặc một đống. Tính tè đi nhiêu? 30 thì nói 30. Đưa ba ngón tay ra. Thái độ gì mà bán buôn khách hàng kiểu này kỳ cục quá à. Nè. Dạ. Mấy người bán, tôi mua ha. Tôi trả tiền đàng hoàng chứ tôi không ăn thiếu ăn chậm. Đừng có thái độ đó. Cầm tiền thì nói với tao một tiếng cảm ơn. Mặc cho một đống từ hồi nãy giờ ăn không vô. Thôi, mai mốt tôi không ăn nữa. Mai mốt tôi bỏ, tôi không ăn nữa. Cái gì vậy? Tế sống tôi hả? Trời ơi, con bị đau răng. Con không có nói chuyện được. Trời đất ơi, đau răng mà làm thấy ghê quá à. Mặc cho một đống kiểu này ai mà vô mà ăn bánh xèo. Rồi chứ bây giờ con đau quá, giờ sao con cười? Nó xong lên là gì không thấy hả? Nếu mà thấy ngắm đau quá, cười không nổi, mà thấy rầu quá thôi nghỉ nhà đi bán làm chi. Rồi cái thái độ vậy khách ta hiểu lầm thì sao? Không có gì, con nói thiệt, con giàu có như gì, con có tiền, con nghỉ ở nhà đi. Con đau gì là con nằm ở nhà rồi, chứ con không có đi ra đây con làm. Con cực khổ, con đu cái bộ mặt này ra, rồi con kiếm tiền nữa gì ơi, khổ lắm chứ. Đúng. Ai nó nghe là nó nghe nè. Nói quá à, nghe hồi mà nói hơi lố luôn á. Trời đất ơi, làm thấy ghê quá, đau răng thì đi nhổ đi, chứ có cái gì đâu. Nè, mấy người á nghèo, mà mấy người làm kiểu giống như là nhà giàu mà đứt tay bà ăn mày đổ ruột là mấy người á. Đây nè, tôi có tiền nè, tôi giàu nè. Mà hồi đó cái răng của tôi đó hả, là cái còn nè, cái sâu nè, rồi cái ổn ổn nè, cái hơi hư nè. Là tôi nhổ một lần một hai hàm răng luôn, hàm trên hàm dưới để làm thẩm mỹ cho tới giờ, mà có rên la với mấy người đâu. Trời ơi, không phải. Không phải cái gì, mấy người sợ nhổ, mấy người đau cái gì. Nè, làm ơn đi, đừng có nhát quá, cái tướng to như con voi mà nhát. Do con nói. Ủa chứ nãy giờ tôi có nói gì đâu. Con đau, con nói chậm. Gì vậy, để con từ từ con nói. Nói chậm mệt quá, thôi nói đi. Con không có sợ đâu. Thôi, đừng có nói nữa, nhào vô một vấn đề luôn. Con đi. Con đau. Biết đau rồi. Con, mà làm quá à. Con đau có... thôi chứ có gì đâu mà dữ vậy. Đau mất quá, đau răng khôn thôi mà làm thấy ghê quá à. Trời ơi, gì ơi, con cũng muốn đi nhổ dữ lắm. Chứ bây giờ mà con phải để dành tiền. Trời ơi, nhổ có răng phải để dành tiền thôi, được tôi cho mượn cho nhổ không răng. Không phải. Con muốn làm một hàm răng trắng sáng long lanh. Con phải tiết kiệm tiền con làm. Chứ gì thấy bên này con sống hai cái, con không có tiền con đi làm, con phải đi dành. À, có nghĩa là bây giờ là đợi cho cố gắng nhịn đau đi để nhổ một lần đủ tiền nhổ lần hết cả cái hai hàm răng luôn. Đúng rồi. Để làm răng thẩm mỹ. Dạ, ước mơ của con có hàm răng thiệt là đẹp, biết đâu con sẽ có chồng. À, bỏ đi nha. Cái vụ mà mình ước mơ mình làm được hai hàm răng á là để mình có nụ cười tự tin, chứ đừng có nghĩ mà ước mơ làm có được hai hàm răng trắng sáng là có chồng, khó lắm, bỏ đi. Bây giờ không có chồng cũng được nữa. Nhưng mà con muốn khi con cười ra mặt trời phải ganh tị. Vậy thôi con bỏ đi. Người ta ban ngày ta mặt trời ta hừng đông lên để người ta đi làm, mà tự nhiên mày nói ganh tị mặt trời trốn hết tới thui, mày lấy gì ta làm. Mệt quá. Nó giỡn chơi thôi chứ làm quá à. Mà nói thiệt nghe, làm mấy cái răng thẩm mỹ đó mắc tiền lắm á. Hồi xưa lúc bà dì nghèo á, không phải nghèo cũng được thôi, mà đâu có tiền làm răng sứ, răng nhựa không đó. Trời ơi, biết được thiệt chứ phải nguyên quen biết ai làm nha sĩ. Bảm giá biết mãi rồi đi làm bộ để vậy nghe nè. Vậy thôi con tìm hiểu đi, tìm hiểu cái bà con hay là bạn bè con cái ai mà làm nha đó, rồi giới thiệu mình giảm giá. Cái lúc đó cái cần rủ gì đi nữa nha. Chi vậy? Làm đại răng sứ à, tìm vậy? Đâu cho ra. Xa tận chân trời nhìn ngay trước mắt. Vậy không? Dạ. Có phải chị Tiết với dì Quỳnh đó đang tìm chỗ làm răng sứ đúng không? Ờ. Trời ơi, không hỏi con chỉ cho. Chỉ đâu? Có quen biết không chị? Có được giảm giá không chị? Có chứ, trời, con quan hệ con rộng lắm à, con biết đó. Ờ. Làm sao? Để con giới thiệu cho. Với lại con cũng thấy á, trên thế giới á, cái chuyện mà bệnh răng vậy nè, 100 người là hết 98 người bị rồi. Ai cũng phải có vài lần trong đời á bị đau răng. Như chị Tiết bây giờ nè. Bởi vậy thấy thương lắm. Với lại con quen biết để con giới thiệu cho, làm hàm răng vừa đẹp mà vừa rẻ. Trời ơi, cái này đúng là mặt trời ganh tị thiệt nè. Trời ơi, nó trắng sáng luôn. Trời ơi, đẹp không? Đẹp đó. Quen hả? Quen em nhá. Chịu làm đúng không? Chịu. Rồi vậy thôi, để con có thằng bạn làm trong nha sĩ đó, để con giới thiệu xong á qua giảm giá làm rẻ.
nụ cười mà phải đẹp chứ. Ê cái này được nè. Dạ. Thôi ngày mai con dắt đi. Ừ. Dạ dạ chào dạ 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 mời ngồi dạ mời ngồi. Đau nó không được. Ngồi đi bác sĩ. À, giới thiệu với chị Tiết với dì Quỳnh. Đây á nhà sĩ Tiến. Có phòng khám uy tín á, hôm nay con giới thiệu qua đây. Dạ, em bác sĩ từ từ đợi đợi. Thì con cũng có người bạn quen quen với ảnh đó, rồi con giới thiệu qua. Ê, làm răng bác sĩ coi, đây cũng hàng xóm thân thiết với em hả bác Quỳnh. Sĩ coi á. Dạ. À đây Tuyết. Tuyết à, dạ chào nhà sĩ. À, con chào dì Quỳnh với chị. À, em còn nhỏ em, à còn nhỏ dạ. Dạ. Nó sưng quá. À, em Tuyết. Anh Tiến nha sĩ. Dạ. Anh Tiến có người yêu chưa? Không tự nhiên kẹo ta hỏi ta có người yêu chưa. Nè làm quê quê làm răng xấu gì giờ đó. À, dạ dạ lộn. À, dạ ý em là anh Tiến làm nha sĩ lâu chưa? À hỏi làm nha sĩ lâu dạ, chưa dạ. Làm nha răng đau quá đúng không? Dạ 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 vậy hôm nay là cũng nhờ Dũng đây là rước nha sĩ tới đây để tư vấn cho tụi này. Dạ nha sĩ tư vấn cho tụi này để làm mỗi đứa này có một cái hàm răng thiệt là đẹp. Anh làm giùm em nha, anh làm em liền nha anh ơi. Dạ, cái gì nói tầm bậy vậy, làm gì để làm răng. Anh bác sĩ làm răng liền giùm em. Đau dạ. Đau bé đau. Dạ thưa dì Quỳnh với em Tuyết em, dạ chẳng hạn như đây thấy không, cái răng đẹp không? Dạ đẹp. À, cái răng của mình đó sau này mình gắn vô hàm răng của mình khi cười lên lúc nào cũng rạng rỡ hết á. Mình phải tự tin mà nụ cười luôn. Dạ dạ có cái màu nào trắng hơn giống như tờ giấy không, chứ đừng cái màu nó hơi bị vàng. Dạ. Không cái này á là nếu mà trắng luôn thì gì sẽ không nhìn thấy được nó nên chỉnh lại nhìn mới thấy được cái răng. Dạ. À, nếu mà trắng như giấy thì đâu có thấy được. Dạ 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 thì nếu mà dì Quỳnh và chị em Tuyết á làm bệnh ở những cái chỗ mà nha khoa mà có uy tín á, dạ bệnh viện đó, dạ. Thì là mỗi chiếc răng tốt là tầm 8 triệu một chiếc. 8 triệu tốt luôn. 8 triệu luôn hả? 8 triệu rồi có mà bảo hành trọn đời. Trời ơi dạ thôi giờ tôi có ý kiến gì nè nha sĩ ơi, ấy bây giờ là 8 triệu thì tính nó đi, còn tôi thì bớt đi, bởi vì kiểu gì cũng có lý do hết á. Là tại vì là nha sĩ bảo hành trọn đời mà bây giờ con còn trẻ quá, cái thời gian sống của con còn dài, còn sợ tôi bây giờ hơn nửa đời người rồi, bảo hành trọn đời từng chục năm hết tôi đi rồi thì nó bớt được không ạ? Bớt luôn cho coi cho bé được không? Ừ nó bám bánh xèo ngon nghèo lắm. Dạ bây giờ á anh coi á đây á dì Quỳnh với chị Tiết á hàng xóm em cũng như hàng xóm thân thiết bà con thôi, anh coi á được á giảm với cho mọi người chút xíu để có hàm răng đẹp giúp em á. Dạ đó này răng nhựa thì nó cũng lên màu rồi. Vậy thôi hôm nay cũng làm mới làm quen với anh Dũng đây. Dạ anh cũng giới thiệu em đến bà con mình đây thì thôi hôm nay em sẽ quyết định là giảm 50%. Là một cái răng là 4 triệu. Chỉ còn 4 triệu thôi. Dạ, dạ. Giảm đi chút xíu nữa giúp em đi. À, giảm nữa hả? Dạ, thôi được, nếu được chút xíu giảm nữa chút xíu. À, hay là còn một cái phương án này nữa. Dạ sao ạ? Nếu mà dì Quỳnh và em Tuyết á làm chịu làm tại gia đó thì mỗi chiếc răng chỉ còn 500 ngàn thôi. 500 ngàn? Ủa tại gia là sao? Là tới nhà hay là... Tại gia là nhà của con. Thay vì dì Quỳnh á, đến bệnh viện hoặc là trung tâm nha khoa thì thay vì đó là tiền mặt bằng, điện, nước, quảng cáo, này, thuê những nha sĩ giỏi như con thì vật giá nó cao, giá thành nó đội lên rất là nhiều. Dạ dạ đó. Còn về nhà con làm cái rẹt rất là nhanh gọn lẹ, 500 ngàn một cái. À đúng rồi ha. Dạ, kiểu lấy giá vốn này. Nếu phải lấy giá mặt bằng là tính nhân công rồi tính này tùm lum hết á, như bán bánh xèo đó. Bán ở đây thì đổ bán giá khác mà nếu mà bán ở nhà hàng là giá khác. Dạ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ thôi vậy cũng được á. Đúng rồi đúng. Với lại là mình làm ha. Với lại là khi mình vô bệnh viện đó thì nào là thủ tục chờ đợi khám nè, xét nghiệm nè, chứ đâu phải là vô cái là làm liền đó, rất tốn thời gian. Còn vô đây coi cái nào được con làm liền mà rẻ không tốn thời gian của mọi người. Dạ em cảm ơn anh nha dì Quỳnh với chị Tiết. Con nghĩ
vậy cũng sát giá rồi. Thôi đúng rồi, ảnh hỗ trợ vậy cũng là quá trời. Với lại con thấy á, cũng quen với bạn của con mà ở ngoài bệnh viện hay là đi vô trong nhà nha khoa tại gia cũng vậy thôi. Đúng rồi, khác mỗi cái mặt bằng thôi. Ừ. Thôi vậy anh giúp giùm em hai người này nha. Em cảm ơn anh nhiều. Thì thấy dì Quỳnh với lại em Tiết cũng dễ thương. Anh mới bầm bụng vậy chứ giá thì ai làm được đâu. Dạ dạ rồi rồi dạ, chốt dạ, 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 làm, dạ, làm, dạ, làm, dạ, dạ, làm, làm. Mần liền cho nó ngon. Từng sau qua nhà con. À. Con mần cho. Dạ dạ dạ. Thôi bây giờ ở trung tâm Open làm giết quen dạ. Ở nhà con nhiều cũng nhiều khách, con xin phép con đi trước để khách chờ. Dạ dạ dạ. Thôi em ở đây sao ha, là đi về với anh luôn. Thôi về anh phụ nha. Em về đi theo anh qua bên kia làm tiếp luôn. Rồi, rồi. Cảm ơn Dũng nha anh. À dạ. Dạ. Chị biết cái gì mình đừng lo nha. Ừ, rồi rồi yên tâm. Thích quá có đàn đẹp rồi. Trời ơi anh ngon quá. Ngon quá mày hốt luôn đi. Con làm răng xong con cũng hốt anh á. Trời ơi. Tiết. Dạ. Ủa nè, bữa nay là ngày rước dâu phải không? Dạ đúng rồi. Sao giờ này còn ngồi ở đây? Sao không đi ra ngoài tiệm bằng mặt? Con làm xong rồi. Ủa có làm không? Có. Ủa sao làm nhưng không làm vậy? Từ từ đứng má hồng vô nè. Đó. Đâu thấy gì đâu khác. Con xinh hơn mà. Không xinh hơn lắm đâu. Con xinh hơn ngày xưa một xíu. Trời ơi nói nghe nè Tuyết ơi, đời người có một lần mà Tuyết. Dạ. Khó khăn lắm á là Tuyết mới được lên xe qua. Thì mình phải làm ở ngoài tiệm đàng hoàng. Đây nè, giống như gì nè nha. Cái ngày mà chuẩn bị mà dì lên xe bông đó nha, là dì hứa với con luôn là dì đẹp lộng lẫy như một bà tiên. Dì là sẽ đi ra ngoài tiệm mà tiệm lớn để dì make up cô dâu. Mà sorry là dì mai là tính đãi 12 bàn, tại giờ mình lớn tuổi rồi mình đâu có đãi nhiều. Đãi 12 bàn là 12 cái sore. Ủa, vậy sắp lấy chồng nữa hả? Ủa. Trời ơi, quen hồi nào vậy? Vì sắp lên xe qua. À dạ, vậy anh quen hồi nào vậy? Trời ơi, thì từ lúc mà làm răng xong đó. À vậy hả? Anh người nước nào? Người nước ngoài. Trời mà, ơi. Mà mắc cười lắm. Tại vì thật sự ra bây giờ từng tuổi này rồi mà mình nói mình lên xe qua mình cũng mắc cỡ. Nhưng mà anh bắt là phải có đám cưới. Đúng rồi. Tuổi mặc nào? Dù là anh biết là gì là đã có con Hương rồi. Yeah. Nhưng mà bắt vẫn phải làm đám cưới. Phải đám cưới chứ gì. Tại vì đời người mới có lần. Đúng à. Rồi, có một lần phải đám cưới. Ảnh nước nào chị ha? Không biết nước nào nữa, ổng nói cái tiếng gì mà khó nghe lắm. Ngay cả cái tên của ảnh cũng khó nghe nữa. Tên sao? Với lại quen nhau trên mạng. À trên mạng nhau, ảnh tên gì? Tập trung nha. Dạ. Intaduma Sarasuti Pashira Kapalati Anumatiya Chak. Cái tên này nó chắc Thái Lan gì hả? Không. Nhưng mà dài quá thì mình gọi là. Bởi vì dài quá mỗi lần mà gọi ảnh nó có thể ý tù bà tí à tà bồ nuôi. Anh nói thôi đừng nói vậy, mình gọi là Sáp đi. Sáp. À Sáp, anh Sáp. Anh Sáp. Anh Sáp vậy. Anh Sáp nay nhiêu tuổi là gì? Anh Sáp hả? Dạ. Nhỏ hơn mấy tuổi. Nhỏ gì mấy tuổi vậy được rồi. Nhỏ hơn gì hả? Nhỏ hơn Hương. Cũng được không sao. Nhỏ hơn Hương thì thương gì là được. Chứ sao đúng không? Đầu tiên nè, đầu tiên là bị ngộ nhận. Dạ. Đầu tiên cái xong cái lên mạng làm quen cái gì. Dạ. Thì kêu bằng gì. Kêu bằng gì với con. Dạ, là tại vì ở bển lâu ngày quá rồi không về Việt Nam. Dạ. Cũng gốc Việt mà. Dạ. Thì nó nhớ quê hương lắm. Gốc Việt luôn hả? Rồi thấy gì có cái nét đẹp. Dạ. Mà nói gì là giống mẹ ảnh. Cái nét của gì giống mẹ ảnh. Tôi nên ảnh muốn làm quen. Cái kêu bằng gì gì con rồi đó. Cái sao không hiểu thời sang sao. Cái nói cái ủa mà sao gì mà thấy trẻ quá. Mặc dù là lớn hơn mẹ của ảnh 1-2 tuổi. Nhưng mà thấy trẻ quá. Gì lớn hơn lớn mẹ cả của mẹ ảnh luôn. Ảnh có 1-2 tuổi à. 1-2 tuổi. Đó. Thì dạ. Bởi vì nhỏ tuổi hơn Hương.
thì là tức là mẹ là phải chị á. À, vậy thế là sao cái nó thôi kêu bằng gì thì thấy ngượng quá thôi kêu bằng chị em đi. À dạ. Tại vì bởi thấy gì đẹp. À. Đó gì trẻ mặt da căng bóng rồi nè. À dạ gì đẹp cũng đổ mồ hôi luôn, nghe xong cũng đổ mồ hôi quá luôn á. Đẹp, 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 đẹp. Rồi cái xong đã đời cái xong cái thời gian sau cái không biết sao nữa cái tự nhiên cái nó là đêm nào cũng ngủ nằm mơ thấy chị. Rồi cái xong cái tự nhiên cái từ chị em cái đổi qua kêu Quỳnh với Sáp. Ôi trời Quỳnh với Sáp trời. Dễ thương. Là cái sao cái cầu hôn cái kia anh em. Anh em được luôn hả? Ừ. Đó. Rồi cái định ngày cưới luôn là chuẩn bị là ba về Việt Nam mới làm đám cưới luôn đó. À, là sắp đám cưới luôn. À. À, vậy 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 cũng nhưng vui. Nhưng mà dù vậy? Sao là cũng sao con là bữa nay là con làm đám cưới là con cưới trước rồi. Dạ. Dạ. Ừ. Quên nữa hỏi nữa. Dạ. Sao quen được ảnh nha. Đừng nói quay trên mạng nha. Cũng vậy luôn. Rồi. Đó easy. Cũng lên cái mạng hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi sao không sao làm. Người người gì? Ai đừng nói tên khó kêu nha, cũng nước ngoài hả? Dạ anh đúng anh cũng nước ngoài mà tên dễ kêu lắm. Ờ tên gì? Anh tên Giàu. Giàu. Giàu dạ dạ. Chắc giàu lắm ha. Ở chỗ dầu khí á phải không? Ở các chỗ mà Brunei hay là dạ, cái gì Dubai được phải không? Dạ đúng rồi, tại vì anh đeo cái miếng vậy nè từ lúc à, rồi mặt. Vậy là ở Dubai rồi. Dạ. Ủa, dạ là chưa thấy mặt luôn. Dạ, tụi con yêu nhau từ ánh mắt. Con yêu ảnh vì ánh mắt ảnh và ảnh yêu con vì nụ cười của con. Vậy hả? Dạ. Tình yêu nó ngộ quá gì hả? Ờ vậy đó hả? Dạ. Ê, nhưng mà ảnh bao nhiêu tuổi rồi? Anh cũng nói là kỳ quá, thiệt luôn, ngại luôn á. Anh nhỏ hơn 2 tuổi. Có sao đâu, còn hơn là cái này nhỏ dạ. Người ta hai mấy tuổi lần được mà nhỏ hơn 2 tuổi. Nhỏ hơn má con 2 tuổi. Không sao, không sao, không sao, không sao. Khoan, bình tĩnh lại, nhỏ hơn má con 2 tuổi nhớ không lầm không là má là con. Má con năm nay 92 tuổi phải không? Không, 85. 92 là người khác đầy 85, má con là 83 tuổi đó hả? Anh không có chứng chỉ hành nghề, cơ sở thì không có giấy phép hoạt động, vậy mà dám mở phòng nha chui hả? À, được rồi, bao nhiêu đó tội thôi là đủ để tôi kiện ông ra tòa rồi. Kiện ông gì cái tội á? Lợi dụng tín nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng á. Cái gì nghiêm trọng? Tôi chỉ làm đẹp, còn anh chỉ thơ thôi. Lấy gì ra nghiêm trọng rồi giờ ép tôi là sao? Làm đẹp sơ sơ hả? Anh đợi đến khi nào anh chích thuốc quá tay chết người, lúc đó mới là nghiêm trọng hay sao? Chết. Vậy còn chi tiết? Trời ơi, chết chi tiết rồi chứ. Ông chích chi tiết chết. Trời ơi, tôi chi tiết giúp. Cái gì vậy? Anh còn chùi ép chi tiết nữa hả? Trời ơi.